Mỗi năm, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và điều trị khoảng 15.000 bệnh nhân lao dẫn đầu cả nước. Đó là chia sẻ của tiến sĩ Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tổng kết hoạt động phòng chống lao vừa qua. Theo đó, Việt Nam đứng thứ 14 trong số 22 quốc gia chịu gánh nặng bệnh lao cao. Hàng năm, Việt Nam có gần 130.000 bệnh nhân lao mắc mới và gần 17.000 người chết vì lao thời gian qua công tác phòng chống lao mặc dù đã đạt được một số thành tựu đáng kể bệnh lao vẫn đang tiếp tục là một trong các vấn đề sức khỏe cộng đồng chính trên toàn cầu bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai trong các bệnh nhiễm trùng tình hình dịch tễ lao kháng thuốc đang có diễn biến phức tạp và đã xuất hiện ở hầu hết các quốc gia